ngày 12 tháng 5, Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo trong cả nước bị dị tật bẩm sinh ở bàn tay. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh của Bệnh viện FV cho biết, hiện Việt Nam có rất nhiều em nhỏ mắc các dị tật như dính ngón, dư ngón, thiếu ngón, khẹo tay hoặc di chứng do tai nạn gây ra. Thực tế này là nỗi đau của gia đình và thậm chí có thể trở thành gánh nặng của xã hội nếu các em không được điều trị, phẫu thuật. Với nguồn kinh phí chủ yếu dựa vào đóng góp của bệnh viện và nhà hảo tâm, đơn vị chủ động mời các bác sĩ người Pháp sang phẫu thuật. Đến nay, sau 12 năm hoạt động, đơn vị đã phẫu thuật thành công cho 200 bé bị các loại dị tật bẩm sinh. Mới đây, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5, bệnh viện tiếp tục phẫu thuật cho 8 bé bị dị tật bàn tay bẩm sinh ở các địa phương thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Hà Tĩnh. Tổng kinh phí là 350 triệu đồng mỗi bé, bao gồm viện phí, di chuyển, ăn ở cho các bé và gia đình. Bệnh viện FV cho biết, chương trình này được thực hiện cả nước với trẻ em từ 16 tuổi trở xuống thuộc các nhóm dị tật như xương khớp, đường tiết niệu, tiêu hóa, não, cột sống, mắt và hàm mặt mà gia đình không có đủ điều kiện cho các em phẫu thuật.